có mấy người sạch sẽ đâu. Tôi sạch hay không sạch cũng không có liên quan đến Trương Tổng. Tôi thích kiểu giả vờ đơn thuần như cô. Tôi cũng không kém hơn Hạ Dư Sinh. Hay là cô nghe lời tôi, còn có thể làm tình nhân của tôi. Tiền lương sẽ cao hơn nhiều. Không cần. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Trương Tổng. Hạ Tổng. Đây. Cô không muốn sống nữa sao? Dám đánh cả tôi. Trương Tổng. Từ lúc nào đã học được cách đánh người vậy? Hạ Tổng. Cậu không thấy thư ký của cậu đánh tôi sao? Hợp đồng đã ký xong rồi, để ở quầy lễ tân, ông có thể đi lấy rồi. Được, vẫn là Hạ Tổng làm việc nhanh chóng. Còn không đứng dậy. Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy công ty của ông ta nữa. Hạ Tổng, anh nói gì? Tôi nói ngày mai tôi không muốn nhìn thấy công ty của ông ta nữa. Vâng. Vâng ạ. Như vậy không tốt à? Người của công ty sẽ hiểu nhầm chúng ta. Ban đầu khi gả cho tôi, sao lại không cảm thấy không tốt? Sao? Lâm Bất Hối yêu Hạ Dư Sinh. Hạ Dư Sinh yêu ôm Chỉ Nhu. Chúng tôi giống như một vòng quay, theo đuổi nhau như vậy, nhưng lại không bao giờ có được người mà mình muốn. Nếu như lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có thể chúng tôi sẽ không để hiểu nhầm này ngày càng lớn hơn như vậy. Đến cuối cùng, không có cách nào kết thúc. Nhưng mà những thứ này đều xảy ra khi Hạ Dư Sinh bị tai nạn xe, hôn mê không tỉnh. Bất Hối. Chỉ Nhu. Cậu hôm nay lại đi thăm Hạ Dư Sinh sao? Bác sĩ nói hôm nay rất có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại. Thật không hiểu cậu. Cậu ấy mỗi ngày đều nằm trên giường không tỉnh, lại không biết cậu mỗi ngày đều đi thăm cậu ấy. Mặc dù cậu ấy hôn mê không tỉnh, nhưng bác sĩ nói anh ấy cũng có nhận thức. Hy vọng như vậy đi. Cũng không biết Hạ Dư Sinh tốt ở chỗ nào. Cậu ấy hôn mê không tỉnh, cậu ngược lại lại mệt giống người bệnh. Thích một người làm gì có lý do chứ? Với lại tớ và cậu ấy cũng không có khả năng ở bên nhau. Tại sao? Chẳng lẽ khi cậu tỏ tình với cậu ấy bị từ chối sao? Không phải. Chỉ là lần này cậu ấy ở bệnh viện tớ mới biết. Thì ra cậu ấy là người thừa kế của Hạ Thị. Hạ Dư Sinh là người thừa kế của Hạ Thị. Không nói với cậu nữa, tớ phải đi thăm Hạ Dư Sinh đây. Hạ Dư Sinh là người thừa kế của Hạ Thị. Dư Sinh. Nhanh tỉnh dậy có được không? Chỉ cần cậu có thể tỉnh dậy. Muốn tớ làm gì tớ cũng chịu. Alo Chỉ Nhu, sao vậy? Bất Hối, chú và dì hình như đang tìm cậu. Cậu có cần trở về chút không? Được, tớ biết rồi. Dư Sinh. Cậu sao rồi? Chỉ Nhu. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Cậu có biết khi cậu hôn mê tớ đã lo lắng như thế nào không? Trong thời gian hôn mê,
trong ý thức của tớ, hình như có một người luôn chăm sóc tớ, nói chuyện với tớ. Tớ còn cảm thấy cô ấy đang khóc. Khóc rất thương tâm. Người đó là cậu sao Chỉ Nhu, là tớ, luôn là tớ. Cậu là ai sao lại đi theo tôi? Nếu chị đã phát hiện ra tôi rồi, vậy tôi sẽ trực tiếp nói. Tôi muốn chị làm người yêu của tôi. Chị cười cái gì? Tôi nói thật mà. Tôi thích chị. Tôi biết cậu là nói thật. Nhưng tôi không thể đồng ý với cậu. Cậu không phải là kiểu tôi thích. Tại sao? Tôi có chỗ nào không tốt sao? Chị chỉ cần nói ra, có thể sửa tôi đều sửa hết. Nếu chị tiếp xúc nhiều với tôi, sẽ phát hiện tôi rất thích hợp với chị thì sao? Đừng nói chuyện quá nhanh. Sẽ mất đi người bạn trai tốt như tôi. Đến lúc đó sẽ là sự nuối tiếc của chị. Dù sao tôi hy vọng chị có thể xem xét lại. Dù sao tôi là kiểu chất lương tốt, giá lại rẻ. Nếu như bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Sư đệ cậu có phải lần đầu tiên tỏ tình với con gái không? Sao chị biết? Mặc dù tôi chưa từng tỏ tình với người khác, nhưng có rất nhiều người tỏ tình với tôi, cho nên tôi rất có kinh nghiệm. Nhìn được ra, cho nên cậu mới tự tin như vậy. Được rồi. Nếu như chị không thích tôi, vậy cho tôi một lý do đi. Cậu rất tốt. Không thích một người, còn cần lý do sao? Đương nhiên cần lý do à. Tôi thích chị, nhưng chị không thích tôi. Đương nhiên là cần lý do à. Được vậy tôi nói với cậu à. Bởi vì tôi có người mình thích rồi. Bất hối đây là... Thì ra chị là Bất Hối. Tôi là Mộ Vân Ca. Từ hôm nay, tôi là bạn trai của chị ấy. Cậu nói cái gì vậy? Tôi là Ôn Chỉ Nhu, đây là bạn trai tôi Hạ Dư Sinh, hai người chúng tôi là bạn thân của Bất Hối. Bất Hối, ban đầu tớ còn tưởng rằng chuyện tớ và Dư Sinh sẽ làm cho cậu quá bất ngờ. Dù sao trước kia cậu thích cậu ấy như vậy, không ngờ rằng cậu lại nhanh như vậy thoát ra được rồi, tớ thực sự vui mừng cho cậu. Thì ra người chị thích là anh ta, không phải cậu ấy, mọi người hiểu nhầm rồi. Dư Sinh, lúc anh nằm viện Bất Hối cũng đến thăm anh mấy lần. Vậy sao Bất Hối? Sao cậu không nói gì với tớ? Không có gì để nói hết. Đều qua rồi. Tớ có chuyện tớ đi trước. Dư Sinh, sao vậy? Sao lại uống nhiều như vậy? Dư Sinh, đứng dậy đi. Dư Sinh, anh uống say rồi.
Các người làm gì vậy? Chị Nhu, sự việc không phải như em nghĩ. Vậy như thế nào? Chẳng lẽ lại giống như 5 năm trước? Là cô ấy câu dẫn anh sao? Anh uống say. Anh cũng không biết sao cô ấy lại ở trên giường của anh. Chị Nhu, em đừng khóc. Nghe anh giải thích được không? Dư Sinh, em đúng ra đến để đồng ý với lời cầu hôn, nhưng bây giờ chúng ta chia tay đi. Lâm bất hối. Việc 5 năm trước làm không được, bây giờ làm được rồi. Cô vừa ý rồi chứ? Xin lỗi. Cháu sẽ rời khỏi đây. Việc này không trách cháu. Đây đều là do dì sắp xếp. Dì đã điều tra rồi. Bố của Ôn Chỉ Nhu là kẻ nghiện cờ bạc. Từ lúc cô ta và vợ Dư Sinh qua lại, cũng không biết đã lấy đi của Dư Sinh bao nhiêu tiền. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn làm thông gia với Hạ gia là một việc lớn. Cho nên dì mới bố trí chuyện hôm nay để bọn chúng có thể từ bỏ nhau. Nhưng mà dì làm như vậy cũng là hại cháu. Sao lại như thế được? Cháu và Dư Sinh từ nhỏ đã là bạn học, lại là cô nhi, nền tảng sạch. Chỉ cần cháu muốn, vị trí phu nhân Hạ gia sẽ là của cháu. Dì à, nếu như dì không thích Chỉ Nhu, dì có thể nói chuyện với Dư Sinh, hoặc tìm một cô gái tốt cho Dư Sinh. DEB cháu gả cho Dư Sinh, cháu sẽ không đồng ý. Con à, chẳng lẽ cháu không thích Dư Sinh sao? Thích là chuyện của hai người. Xem như dì xin con. Nếu như không lợi dụng lần này để đá Ôn Chỉ Nhu đi, Dư Sinh sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta thôi. Xin lỗi. Cháu không thể làm như vậy. Đúng ra ta không muốn cho cháu biết. Dù sao chuyện xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài, nhưng bây giờ cũng không có cách nào nữa. Cháu đợi ta một chút. Dì à, cái này, những cái này là từ đâu đến? Dư Sinh, Dư Sinh biết chuyện này không? Nó vẫn chưa biết. Dư Sinh là một người cố chấp. Bất luận là việc hay người, chỉ cần nó đã nhận định, sẽ không thay đổi. Dì thật sự lo lắng nếu như để thằng bé biết, Dư Sinh sẽ biến thành như thế nào. Dì không muốn vì một nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, hủy đi nửa đời sau của Dư Sinh. Với lại, Ôn Chỉ Nhu ở bên ngoài có nam nhân. Cô ta bây giờ đã có thai rồi. Phiếu xét nghiệm máu trên tay cháu là bằng chứng. Dì không muốn Dư Sinh phải nhận lấy việc này. Cháu nói xem, nữ nhân này sao dì có thể cho vào cửa được chứ? Nhưng mà dì làm như vậy, Dư Sinh không những không quên Chỉ Nhu, mà còn hận cháu phá hoại tình cảm của bọn họ. Dì biết chuyện này không công bằng với cháu, nhưng giờ chỉ có cách này và cũng là cơ hội duy nhất. Nếu như không phát sinh chuyện tối hôm đó, Ôn Chỉ Nhu đã thuận lợi làm con dâu của dì rồi, trở thành nữ chủ nhân của Hạ gia rồi. Sao dì có thể cho nữ nhân đó vào nhà được chứ? BAT hối, một năm. Một năm thôi. Chỉ cần cháu và Dư Sinh kết hôn một năm, những chuyện khác cháu không cần quan tâm, ta đều có thể giải quyết được. Được. Cháu đồng ý với dì. Dư Sinh, anh tìm em sao? Lần này cô vừa ý rồi chứ? Ép Chỉ Nhu rời đi, thành công thuyết phục mẹ tôi đồng ý vào Hạ gia. Lâm bất hối. Tôi làm thế nào cũng nhìn không ra được dưới lớp mặt ngây thơ là một kẻ ác độc như vậy. Em không có. Cô không có. Không có cái gì? Là 5 năm trước trèo lên giường của tôi, 5 năm sau cũng làm trò đó. Lâm bất hối.
tôi sẽ làm cho cô biết, cô gả vào Hạ gia là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô. Đúng. Chính là như vậy. Dáng vẻ đáng thương của cô. Cô có biết dáng vẻ của cô làm tôi cảm thấy rất buồn nôn. Kinh tởm. Đúng rồi. Hôn lễ ngày kia. Chắc chắn tôi sẽ khiến cô khó quên. Dư Sinh. Lại đây. Ngày đại hỷ như vậy lại có bộ dạng không vui như thế. Cười một cái. Tôi bảo cô cười một cái. Này là đúng rồi. Đúng rồi. Bộ váy cưới này, đúng ra là tôi chuẩn bị cho chị Nhu. Có điều tôi nghĩ cô sẽ không để ý việc dùng qua đồ của cô ấy. Gấp cái gì? Gấp gáp vào động phòng sao? Em có chút không thoải mái. Có không thoải mái cũng phải hoàn thành lời thề của mình. Cô nói có đúng không? Cô Lâm bất hối. Từ nay trở đi, dù cô nghèo hay giàu, bệnh tật hay khỏe mạnh, cô đều nguyện ý đối với người đàn ông trước mặt không rời không bỏ. Tôi đồng ý. Nói to lên một chút. Tôi đồng ý. Đến cô hỏi tôi rồi. Hạ Dư Sinh tiên sinh. Sau này bất luận cô gái đứng trước mặt anh, lúc trẻ trung hay già nua, vui vẻ hay khổ đau, anh có đồng ý một lòng với cô ấy không? Dư Sinh, tránh ra. Em chỉ là muốn giúp anh lau mặt một chút. Anh uống nhiều rồi. Lau mặt sẽ thoải mái một chút. Không cần giải thích. Leo lên giường tôi khi tôi đang ngủ. Việc này cũng không phải lần đầu tiên cô làm. Anh uống say rồi. Lâm bất hối. Cô lừa được bố mẹ tôi. Nếu như để bọn họ biết sau lưng cô lại là một tiện nhân như vậy, cô nghĩ xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tôi nói rồi. Tôi ghét nhất khuôn mặt ngây thơ của cô. Dư Sinh, đừng. Lâm bất hối. Đây không phải là điều cô mơ ước sao? Sao vậy?
tôi chủ động thỏa mãn cô còn không tốt sao? Từ trước đến nay, em từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Cô chưa từng nghĩ đến. Ép chỉ nhu rời đi, trở thành hạ phu nhân. Cô nói cô chưa từng nghĩ như vậy. Lâm bất hối. Cô biết tại sao tôi đồng ý cưới cô không? Bởi vì muốn cho cô biết. Gả cho Hạ Dư Sinh là một việc tàn nhẫn như thế nào? Lâm bất hối. Cô rốt cuộc nghĩ gì vậy? Tô Mạc, Lộc Bảo sao rồi? Cô giúp tôi an ủi một chút, tôi sẽ lập tức đến. Hạ Tổng, đây là vợ anh sao? Còn không đẹp bằng người ta, thật sự là ủy khuất cho anh rồi. Xin chào Hạ Phu Nhân, tôi gọi là Lệ Na. Lệ Na đang nói với cô đó. Không nghe thấy sao? Không có ai quy định tôi phải trả lời cô ta. Ôi Hạ Tổng, người ta là phu nhân, không muốn nói chuyện với em cũng là bình thường. Anh đừng tức giận. Vẫn là Lệ Na tiểu thư hiểu chuyện. Nếu cô đã tôn trọng gọi tôi là phu nhân, đây lại là nhà tôi. Vậy nên tôi có quyền lựa chọn nghe lời của ai, không nghe lời của ai. Lâm bất hối. Tôi trước đây không có phát hiện ra cô có thể nói như vậy. Phu nhân, cô thực sự nghĩ mình là phu nhân sao? Muốn nắm được trái tim của người đàn ông, cũng phải xem cô có bản lĩnh đó không? Tôi còn có chuyện, đi trước đây, đứng lại. Ai cho phép cô đi, cô có tư cách ngăn cản tôi sao, phu nhân? Trong cái nhà này, trừ gì xem cô là phu nhân, còn có ai quan tâm cô nữa? Hay là nói cô muốn mẹ quý nhờ con? Cho dù Hạ Tổng không thích cô, cô cũng có thể lấy được tài sản của Hạ gia. Nhưng mà đứa con cô sinh ra cũng xứng sao? Vậy cô thì sao? Cô xứng không? Đến cửa của Hạ gia cũng không vào được. Cô, Hạ Tổng, người ta biểu hiện thế nào? Hạ Tổng, là anh bảo em cho cô 3 giây. Cút ra khỏi phạm vi tôi nhìn thấy. Lâm bất hối. Cho dù tôi xúc phạm cô như vậy, cô vẫn không lộ bộ mặt thật của mình sao? Hay là nói, đây là gì cô muốn? Thu xếp một chút, thay quần áo. Chút nữa đi tham dự một bữa tiệc với tôi. Đúng rồi. Mẹ tôi nói cô làm thư ký riêng của tôi. Chỉ cần tôi ở công ty, cô sẽ ở bên cạnh tôi. Nhưng mà tôi còn có công việc của mình. Phu nhân cô muốn ra ngoài sao? Dì à, Dự Sinh đâu? Thiếu gia đã vừa mới đi rồi. Hay là tôi giúp cô chuẩn bị xe? Không cần đâu, cháu gọi xe là được rồi. Bất hối. Chút nữa Trương Tổng đến, cô giúp tôi tiếp đón một chút nhé. Được, khoảng mấy giờ sẽ đến? Chắc là sắp rồi, hay là cô ra ngoài đón đi? Được, vậy cảm ơn cô, không sao. Không biết từ đâu đến giữa chừng, lại dám cướp đi vị trí thư ký chủ tịch của tôi. Tôi phải cho cô nếm chút khổ, để cô biết, người làm hỏng việc của Lâm Mạn đều không có kết cục tốt.
Trương tổng bên này. Mời ông ngồi, tôi đi lấy ly nước cho ông. Được. Nước của ông. Trương tổng, xin hãy tự trọng. Tiểu mỹ nhân, đừng giả vờ nữa. Làm thư ký riêng, có mấy người sạch sẽ đâu. Tôi sạch hay không sạch cũng không có liên quan đến Trương tổng. Tôi thích kiểu giả vờ đơn thuần như cô. Tôi cũng không kém hơn Hạ Dư Sinh. Hay là cô nghe lời tôi, còn có thể làm tình nhân của tôi. Tiền lương sẽ cao hơn nhiều. Không cần. Nếu như không có chuyện, tôi đi trước. Trương tổng, Hạ tổng, đây, cô không muốn sống nữa sao? Dám đánh cả tôi. Trương tổng, từ lúc nào đã học được cách đánh người? Hạ tổng, cậu không thấy thư ký của cậu đánh tôi sao? Hợp đồng đã ký xong rồi, để ở quầy lễ tân, ông có thể đi lấy rồi. Được, vẫn là Hạ tổng làm việc nhanh chóng. Còn không đứng dậy. Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy công ty của ông ta nữa. Hạ tổng, anh nói gì? Tôi nói ngày mai tôi không muốn nhìn thấy công ty của ông ta nữa. Vâng. Vâng ạ. Như vậy không tốt à? Người của công ty sẽ hiểu nhầm chúng ta. Ban đầu khi gả cho tôi, sao lại không cảm thấy không tốt? Sao? Lại là ai vậy? Alo Lâm Mạn. Alo Bất Hối. Bên Hạ tổng hình như tìm cô có việc gấp. Cô nhanh chóng đến một chuyến đi. Dư Sinh. Được, tôi biết rồi. Dư Sinh. Dư Sinh. Thiếu gia, phu nhân không về cùng anh sao? Tôi không phải đã sớm cho cô ấy về rồi sao? Vậy kỳ lạ. Vừa rồi phu nhân nói anh tìm cô ấy có chuyện nên cô ấy đi ra ngoài rồi. Lâm Bất Hối, cô sao rồi? Dư Sinh. Sao cô lại ngốc như vậy? Cô bị nhốt trong đây mà không biết gọi điện thoại sao? Em đã gọi rồi. Nhưng ở đây điện thoại không có tín hiệu. Với lại cũng không biết tại sao. Tất cả đèn ở đây đều không bật được. Cũng không biết tại sao cô có thể làm hạ phu nhân. Lâm Bất Hối. Cô không phải rất có tâm cơ sao? Sao người khác giở trò này cô cũng nhảy vào được? Hay là nói cô chỉ giở trò với tôi thôi? Lâm Bất Hối, rốt cuộc cái nào mới là con người thật của cô? Là Lâm Mạn à? Yên tâm, cô sau này sẽ không nhìn thấy cô ta nữa. Bất Hối, nghe nói Dư Sinh sắp xếp để con làm thư ký riêng sao? Không phải là mẹ yêu cầu sao? Mẹ chỉ bảo con.
sắp xếp cho Bất Hối một công việc ở công ty. Còn về chuyện thư ký riêng là do con tự nghĩ đến. Đây là một bữa tiệc khiêu vũ, đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Mông diện vũ hội. Đúng, cũng không thể mẹ và bố con đi. Cho nên không thể lãng phí, hai đứa đi cùng nhau đi. Con không đi. Con không thích những thứ này. Con cũng không phải không biết, không thích cũng phải thích. Nếu không hãy xem mẹ xử lý con như thế nào. Tôi đi trước, chút nữa cô đi một mình đi. Xem thằng bé này, mẹ không sao. Bất Hối, con phải xử lý nó cho tốt. Nhiều người như vậy đều mang mặt nạ. Cũng không biết Dư Sinh có ở đây không. Thôi vậy ở đây ngắm phong cảnh cũng tốt. Vị tiểu thư xinh đẹp này có thể nhảy một điệu không? Có thể. Nhưng tôi nhảy không tốt lắm. Chỉ là học qua một chút không sao. Nhảy theo tôi là được. Tôi có thể cảm thấy cô không tự tin. Không phải ai cũng có thể dũng cảm. Không phải sao? Tôi cũng không biết. Nếu như ở trong một đoạn tình cảm, rõ ràng biết trong lòng đối phương có người khác, nhưng cô vẫn muốn ở lại đợi. Cô cảm thấy đây là ngốc hay là dũng cảm? Rất ngốc, nhưng cũng rất dũng cảm. Nếu như cô sẽ kiên trì bao lâu? Nếu như người đó luôn không yêu bản thân, đoạn tình cảm này có thể kết thúc không? Thực ra điểm kết thúc ở đó. Phải xem anh có vượt qua nó không thôi. Vậy sao? Tôi trước đây thích một người con gái. Trong lòng cô ấy có người khác. Một người mà cô ấy đã định sẵn là không thể. Cũng không biết từ khi nào, tôi cũng biến thành người giống cô ấy. Trong lòng luôn có một người. Một người mà tôi không bao giờ có thể có được. Xin lỗi, tôi vừa rồi. Không sao. Thực ra anh rất giống tôi. Nếu như cái ôm vừa rồi có thể mang lại cho anh chút an ủi, tôi cũng rất vui. Cảm ơn cô. Chị Nhu. Chị Nhu. Thời gian này em đã ở đâu? Anh rất nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Em đừng rời xa anh nữa có được không? Xin lỗi vị tiên sinh này. Đây là bạn gái tôi, không phải là cái gì mà chị Nhu. Không thể làm. Lâm Bất Hối. Sao lại là cô? Hạ tiên sinh. Mới có mấy tháng. Anh đến bóng lưng của tôi và của chị Nhu đều không phân biệt được sao? Không thể nào. Tôi sao lại có thể nhận sai? Vừa rồi xin lỗi. Không sao. Cho nên người vừa rồi là người cô yêu mà không được đúng không? Cô đã chiến đấu giành lấy chưa?
cho dù tôi có cố gắng cũng không thể. Còn không bằng chúc anh ấy. Cả đời không buồn. Nhưng rõ ràng cô còn yêu anh ta, tại sao không cố gắng giành lấy? Anh còn nói tôi. Dám hỏi cố nhân. Anh âm thầm yêu một người đã có đích đến trong tim. Anh sẽ dũng cảm giống như lời anh nói không? Cần gì phải lừa dối chính mình? Người như chúng ta, vào lúc động lòng, đã thua rồi. Tôi không tin. Tôi một là có được cô ấy, hoặc là quên cô ấy đi. Hai điều này đều rất khó. Tỷ lệ trúng xổ số cao hơn thế này. Đúng rồi. Còn không biết anh tên là gì. Cô gọi tôi là anh Hồ Ly là được. Anh Hồ Ly. Thời gian không sớm nữa, tôi phải về đây. Tạm biệt. Lâm Bất Hối. Bất luận thế nào, tôi sẽ luôn đứng sau em. Chỉ cần em quay lại. Chỉ cần em quay lại. Tôi sẽ luôn đứng sau lưng em.